Chào mừng quý anh chị cũng như là tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Thiên Ân Bất Động Sản nha. Thì hôm nay em sẽ quay và giới thiệu cho quý anh chị mình là một cái lô đất vườn rất là đẹp thuộc xã Suối Cát của huyện Cam Lâm, đường ô tô. Đó thì tụi em đang trên đường đi đến đó này. Thì hiện tại tụi em xuất phát từ Nha Trang đi đường đại lộ Võ Nguyên Giáp nha. Đó, thì em sẽ quay từng đoạn. Đó, em quay cho quý chị xem. Đi từ đây thì em sẽ ra tới quốc lộ 1A và em sẽ đi về hướng Suối Cát của huyện Cam Lâm. Đây bây giờ tụi em chuẩn bị gặp tuyến cánh quốc lộ 1A nè, giao tuyến cánh quốc lộ 1A. Chỗ này gọi là xã Diên Toàn nha. Xã Diên Toàn thuộc huyện Diên Khánh. Đó, cái đường phía trước tụi em sẽ rẽ vào hướng tay trái nha. Trái hả? Ở tay trái đó. Đi theo cái tuyến này là tuyến tránh quốc lộ 1A nè. Nếu mình đi thẳng đường này là mình sẽ lên tới Đà Lạt nha. Đấu nối với đường Cam Lâm, quốc lộ 27C là lên Đà Lạt. Còn tụi em không lên Đà Lạt, tụi em sẽ đi Suối Cát, đi Cam Lâm. Đây. May quá, đèn xanh. Giờ tụi em sẽ đi qua hướng này, đi tới Cam Lâm, tới huyện. Quay đoạn đường này cho quý anh chị xem nha. Chỗ này sẽ có cái chợ đầu mối mới thì sẽ chuyển về đây nè, với cái bến xe liên tỉnh mới nữa, nó cũng sẽ di chuyển về ngay chỗ cái tuyến tránh này luôn. Đây quay cho quý anh chị xem là nó chỗ này nè. Đó, bến xe mới chỗ này nè, đang làm. Sẽ đi qua cái cầu đi cầu lùng nổi tiếng này. Cái lô này, đất vườn này rất là đẹp, mặt tiền đường nhựa, gần chợ Suối Cát luôn, mà giá đầu tư rất là rẻ. Em vừa mới nhận là em đi xe lên quay liền cho quý anh chị luôn. Sẵn trên đường đây em quay ở đường cho quý anh chị xem. Đường ở quốc lộ 1, tuyến tránh quốc lộ 1, cho nên là xe đi đó nhiều. Sắp tới chỗ kia sẽ là cái ngã ba đó, ra tới đường quốc lộ 1A. Còn cái hướng mà cái hướng đó, em tới em chỉ cho quý anh chị xem một hướng đi về thị trấn Diên Khánh. Đó, bây giờ mình sẽ đi thẳng nè. Đó. Cái hướng này ngày xưa là quốc lộ 1A cũ, nhưng bây giờ là trở thành đường Lạc Long Quân, đi qua trung tâm thị trấn Diên Khánh. Đó, đi xong mình sẽ đi theo hướng này nha. Để đi tới Suối Cát. Đây bây giờ thì tụi em tới Suối Cát rồi. Chỗ này có cái xăng nè. Đi tầm đi gặp một cái ngã ba có đèn xanh đèn đỏ rồi, quẹo tay phải. Mình sẽ quẹo vô đường Hương Lộ 39 nha. Hương Lộ 39. Cái đường này là đường kết nối đi xã Suối Tiên rồi, Tiên, Bình Lộc, Yên Hòa. Đi đường này hết, đường này cũng giao với đường quốc lộ 27C. Đó, thì mình sẽ đi qua cái cầu này nha. Sẽ gần trường, gần chợ nè. Em quay chi tiết cho quý anh chị xem. Bách hóa xanh, Bách hóa xanh, siêu thị Điện Máy. Hai bên đường là người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều này. Cà phê, quán ăn, quán nhậu nữa. Khu vực này thì quý anh chị cho mình trung tâm xã Suối Cát luôn á. Chỗ này có cái thế giới di động. Thế giới di động. Chỗ này sẽ có cây xăng. Phía trước sẽ là bách hóa xanh nè. Bách hóa xanh nè quý anh chị. Bách hóa xanh. Chỗ này có bách hóa xanh thì chỗ đó sẽ có chợ chắc chắn luôn. Và cái chợ Suối Cát phía trước. Chỗ này anh. Đi ngồi đâu bố. Đó. Tới đây cua lên. Phía trước của anh chị là chỗ chợ Suối Cát nha. Nhưng mà do em đi buổi chiều, buổi trưa cho nên là đã đóng cửa đó. Đây lắm đây là số tiền cả. Trời cách hẻm này bảo hẻm nữa thôi. Đó, giờ tụi em sẽ đi vô, đi thêm xíu nữa, vài trăm mét nữa thôi. Rồi em sẽ tới được cái miếng đất của mình nha. Miếng đất mình là mặt tiền đường nhựa. Tới cái này cái trắng cũng phải vô. Đường nhựa rất là rộng, đường ô tô vô thoải mái luôn. Từ hiện trạng 7m sau này phóng lên 13m. Hiện trạng là đường nhựa này rộng 7m. Đó, và tương lai á, nó sẽ phóng đường 13m nha. Nó rộng 13m. Đó, miếng đất vườn của mình. Tổng diện tích là 1531. Qua khỏi đường bia. Bên cạnh là có quán tạp hóa đó. Rác nhiều. Đây không? Tới nữa tới nữa. Để tôi cái bụi cây á. Đây. Miếng đất của mình đây nha. Miếng đất của mình đang trên đồng, đang trồng một số cây ăn trái. Rồi, xong, bây giờ em sẽ xuống xe em quay cho quý anh chị xem. Em Ân xin chào tất cả quý anh chị nha. Chào mừng quý anh chị cũng như là tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Thiên Ân Bất Động Sản nha. Thì hiện tại thì em đang có mặt tại cái lô đất đồ này nè quý anh chị. Thì cái lô đất này sẽ thuộc là xã Tân Xương 2, thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát của huyện Cam Lâm nha quý anh chị. Và cái lô đất này sẽ có tổng diện tích là 1532m2 và nó sẽ có cái móc ranh sát cái lô đất mình sẽ có một cái tiệm tạp hóa nha. Từ đây đi qua bên kia là hơn 29m nha quý anh chị. Hơn 29m. Và sâu vô trong là khoảng 55m. Và phía sau á, là sẽ ngang 24m. Thì cái miếng đất vườn này sẽ có sẵn là 200m2 thổ cư nha quý anh chị. Có sẵn 200m2 thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Nhưng mà tất cả đều là thuộc đất thổ cư hết nha. Hồi nãy em có chạy xe từ cái đường qua đó. Thì khu vực này sẽ gần chợ Tân Xương nè, gần trường mầm non nè, cấp 1, cấp 2 đó, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, trường trung học phổ thông Dạ Sinh đó. Đó, đất vườn của mình này nó bám đường nè quý anh chị, 29m nha. Đó, đường này là hiện tại là đường nhựa rộng 7m, nhưng mà tương lai nó sẽ quy hoạch mở đường thành 13m nha quý anh chị. Thì miếng đất của mình sẽ có khoảng 107m2 là thuộc quy hoạch đường nha. Đó, 107m2 thì sau quy hoạch thì miếng đất mình còn cũng phải gần 104 m2 nha. Thì bây giờ em sẽ quay xung quanh bên trong cho quý anh chị xem nha. Em đổi cam chính lại cho nó nét nè. Đó. Phía trên đất của mình đang trồng một số cây ăn trái nha quý anh chị. Thì em sẽ vô bên trong em quay cho quý anh chị xem nha. Thì em sẽ vô trong em quay nè. Bên cạnh sẽ quán tạp hóa. Đó thì ở trên đất thì gia chủ đang trồng một số cây ăn quả đang tới mùa, đang trong mùa thu hoạch nha quý anh chị. Đó, phía trước này sẽ có một số cái cây này thì em chắc không biết cây gì. Đây là có cây sambuche nè. Còn trong kia sẽ có một số cây chuối. Nói chung là vườn ở đây là trồng chuối rất là nhiều nha quý anh chị. Trái ra rất là nhiều đang mùa thu hoạch này. Cho nên là quý anh chị nhìn là biết là thổ nhưỡng đất ở đây rất là tốt. Cho nên là rất phù hợp cho quý anh chị mua miếng này để đầu tư, làm nhà vườn, nghỉ dưỡng. Hoặc là mình mua để mình phân lô, mình bán. Hoặc là quý anh chị mua để làm gara xe nè, làm nhà xưởng, làm kho lạnh. Có nghĩa là cái miếng này nó rất phù hợp mọi tiêu chí của quý anh chị luôn. Đó, đang trên đất đang trồng rất là nhiều cây ăn trái. Đó, và nhiều nhất là chuối nha quý anh chị. Chuối này cây mọc rất là tươi tốt nha. Đây em quay sơ cho quý vị xem. Có rất nhiều cây. Như đây là cây đây là cây dừa nha. Đó, gia chủ trồng rất là nhiều cây ăn trái. Đó, cho nên là quý chị Thủy nhìn thấy biết là cái ở khu vực cái vườn này thì thổ nhưỡng rất là tốt. Đó, ở đây là có một số cây lá lốt mà. Đó, lá lốt này quý chị có thể nướng với thịt bò này. Chú ý rất là nhiều. Còn ở trong đây đó cây là cây gì đây? Là cây gì đây? À cây là cây em quên mất tên, tự nhiên quên mất tên. Cây thanh long nha quý anh chị. Đó, thổ nhưỡng cực kỳ tốt luôn. Đó, trong này có cây mít nữa nè. Nó đang ra trái luôn. Đó mít. Đó, thổ nhưỡng ở đây rất là tốt nha quý anh chị. Đó, chuối. Ở đây thì là điện nước tận nơi nha quý anh chị. Đó, không thiếu gì hết. Miếng đất của mình là hơn 1.500m nha quý anh chị. Cụ thể là 1.532m. Có rất là nhiều cây ăn trái luôn quý anh chị. Toàn bộ thửa đất mình đều nằm trong quy hoạch đất ở hết nha quý anh chị. Đó, đây là cái đường đi vô trong đất của mình nè. Đây có cái giếng nữa. Ở đây thì vừa có nước máy, vừa có giếng. Vừa có nước máy và vừa có nước giếng nữa nha. À, chỗ này sẽ có một cây xoài nữa nha quý anh chị. Xoài thì cũng ra trái rất là nhiều nè. Đất thì thổ nhưỡng rất là tốt cho nên là rất phù hợp cho quý anh chị trồng rất là nhiều cây ăn trái. Đó, cây cảnh. Để em quay xung quanh chi tiết cho quý anh chị xem. Đây là hai anh đồng nghiệp của mình. Em lỡ nó đồng nghiệp anh. Em nói nhầm, anh này anh mới là đồng nghiệp, anh kia là anh chủ đất. Đó, nhìn cái tướng sang. Cây lâu năm ở sau là khuyến mãi luôn 50 cây dừa đang trồng cái gì sim. Theo như là anh chủ thì phía sau đây có thêm 50 cây dừa nữa. Em ơi. Đó, khuyến mãi thêm 50 cây dừa. Đó. Một hàng chuối luôn này quý anh chị, thấy chuối không? Chuối nhiều dính kinh khủng. Để em quay chi tiết rõ cho quý anh chị xem video. Bên này có một cái cây, có cây chanh nữa nè. Gia chủ người ta rất là thích làm vườn đó quý chị. Đó, cho nên là trồng rất là nhiều cây ăn trái luôn. Làm cái đường ranh đi vào đất này. Ở ngoài đây nghe gia chủ nói là có 50 cây dừa sim đang trồng nữa. Để em vô em xem nha. Cây chanh hay cây bưởi ta? À, chanh. Đây, đây là cây dừa này. Đó, quý anh chị thích làm vườn không? Quý anh chị mua miếng này là mình sẽ lời được rất là nhiều cây ăn trái luôn. Đều trong mùa thu hoạch nha quý anh chị. Đất của mình là tổng diện tích 1.500 nha, 1.532m, có sẵn thổ cư là 200 thổ cư nha. Còn lại là cây lâu năm, nhưng tất cả đều là phù hợp thổ cư hết. Ô, cái sim này, dừa sim này có trái này. Đó có trái này quý anh chị. Đó. Có dừa sim rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Đó, cái ranh giới đất mình tới đây nha. Nó xây tường ranh hết rồi. Đây là một số cây thơm nè. Ô, cái vườn này quá đã quý anh chị ạ. Em thích, em rất là thích đất vườn, cho nên là em nhận được hàng này em phải đi quay liền luôn. Đó, rất là nhiều dừa cũng như là chuối. Đây là cái thơm nha. Đây là mít tiếp, rất là nhiều mít luôn. Đó, ở đây không khí rất là trong lành và cũng như là mát mẻ quý anh chị. Không khí ở đây rất là mát luôn. Tuy là em đi buổi trưa, em đi chiều chứ. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều á. Có rất nhiều cô chú anh chị ở Hà Nội với Sài Gòn có chia sẻ với em là họ rất là thích ở khu vực Nha Trang. Khí hậu ôn hòa, lạnh cũng không có lạnh lắm, nóng cũng không có nóng lắm như ở khu vực ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn nha. Đó. Em rất là tâm huyết với cái miếng đất này. Đó, cho nên là em tới em quay clip liền cho quý anh chị luôn, để như quý anh chị cô chú mình đó có nhu cầu tìm đất ven Nha Trang, khu vực Cam Lâm, Diên Khánh để ở nghỉ dưỡng định cư thì quý anh chị liên hệ với em ăn nha. Cái miếng này thì trại chỉ có một miếng duy nhất thôi nha quý anh chị. Đó, hướng đất mình đó, hướng chính là hướng Đông Nam nha. Hướng Đông Nam thì quý anh chị biết rồi, rất là mát rồi. Để em đổi cam góc rộng nè cho em quay cho quý anh chị xem nha. Đó, rất là nhiều cây trái. Quý anh chị nhớ like video, đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của em nha. Đó, quý anh chị thấy không, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều cây chẳng trái luôn. Em mà ước có tiền em cũng sẽ vô đây em mua. Em cũng thích đất vườn như thế này. Giá của miếng này là 8,5 triệu một mét vuông nha quý anh chị. Giá này rất là tốt rồi. Cái mặt đường này em đảm bảo sẽ không có miếng thứ hai mà vừa đẹp vừa rộng mà giá lại tốt như thế này đâu quý anh chị à. Đó. Đó, đất đã được gia chủ họ xây đường ranh giới rõ ràng rồi nha quý anh chị. Quý anh chị yên tâm. Đó, xây đường ranh hết rồi. Đó, đã được rào kẽm lưới B40 nha, B40 nha. Đó, đất vườn cực kỳ đẹp luôn. Đây quý anh chị thấy thích không? Em rất thích. Đó, em sẽ cúi xuống đi theo cái đường ranh này đi ra lại tới ngoài. Em đang cúi xuống chứ không em sợ đụng cây, đụng lá. Quý anh chị nhớ like video, đăng ký kênh, ủng hộ em nha quý anh chị. Nhớ nhấn nút chuông thông báo nữa nha, để có thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh YouTube của em. Đó, đường ranh giới rõ ràng là quý anh chị. Bên kia là nhà dân. Khu vực này thì quý chị yên tâm, gần chợ, gần trường, khu vực đông dân cư. Đó, không khí trong lành, mát mẻ, yên tĩnh. Đó, quý anh chị mua về đây ở nghỉ dưỡng là không còn gì để chê nữa. Đây, ra ngoài lại. Em cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0353 687 732. Đó, nếu quý anh chị quan tâm và muốn mua miếng này để đầu tư hoặc là mua để ở, làm vườn thì quý anh chị liên hệ sớm với em ăn nha. Em chạy số điện thoại dưới màn hình á. Em cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em ạ.